màng ơi, ăn cơm với miền Tây ngồi trải chiếu như cưng ha. Anh thở gì vậy vậy? Khỏi bớt. Sao vậy? Em nhìn ăn hả? Em có rồi. Ở đâu? Cái gì? Cái gì mà một mình em quất nguyên tô bằng 10 người ăn vậy? Nè, hỏi cô Chính kìa. Hồi nãy mày quất thượng có kêu là mình trộn cho một cái chảo á. À, trộn chảo. Là nó thích ăn cơm trộn chảo hả? Đó, đây nè, hồi nãy nếu như chị Thúy Nga có nhìn đó, cả nhà có nhìn nó nghe là mình nhìn cái chảo cá kho của ông Tần nó kho đó, nhìn chịu không nổi, cầm lòng không nổi. Mà cái tần của quốc thượng ăn đó nghe là phải trộn chảo. Cái gì mà xào kho chiên mà có cái chảo, hồi xưa có mấy cái khứa cá kho đó, có mấy cái khứa cái đó nhớ không, là trộn ăn đã lắm. À, lát nữa tụi em đừng có rửa cái chảo đó, quốc thuận á trộn rất là sạch. Hôm nay thì em với vợ em đã làm món canh chua cá hú nè, với lại cá kho tộ, rồi bò bớp với lại càng cua thì cũng nhà trồng luôn. Món càng cua bữa nay chị thấy mất ở ngoài vườn mà không có phải mua gì đâu. Nói chung là cũng bình dân giản dị lắm thôi. Nói chung nó mời mình không có tốn nhiều tiền hết trơn á, nên có gì mà lo lắng. Là nhiều trong đây đó, chứ đồ ăn thì không có nhiều đó. Hôm nay có nhiều mà anh chị dùng nhiều, với lại gia đình em mời nội mời cha mẹ với lại má ăn trong bữa cơm ngày hôm nay. Hay quá, hồi vỗ tay cái rồi, em mời cả nhà đi chứ đừng cầm cái tô nó phản cảm dữ lắm. Rồi em mời cả nhà nha. Thôi mời cô chú mời cả nhà nha. Rồi. Cô Lan, hồi lúc mà trước kia Lợi nó lấy vợ á, ở nhà Lợi nó có kén ăn không cô Lan? Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Dễ ăn lắm. Dạ. Trời, có vợ rồi cái sao mà vợ cho ăn hầu như sướng quá. Bây giờ khó hả? Cái bắt đầu tự ảnh chê khen. À, là bắt đầu á. Khen chưa? Làm giá đó chứ chê chứ vẫn ăn à, vẫn ăn à, giả bộ chê vậy thôi, ghẹo chê cho quà quà em phế nhà, mà ghẹo giờ em quạo lắm. À, quạo nó mới làm em quen cái cảm giác bị quạo rồi. Mà em có vui không hả Tận? Mỗi lần nó chê vậy. Dạ không, chê là em bực lắm. Gì hả? Biết dở không mà sao em vẫn bực hả? Dễ hả? Dạ mà chê nhưng vẫn ăn, không ăn thì em cho nhịn đói. Dễ hả? Mà giờ em bực chừng 30 giây là xong mà anh ơi. Dạ, bữa nào em thử làm bực cả tuần thử coi sao. Vợ chồng của Lợi với Tàn giống hề. Ôi trời ơi. Nó hề mà. Cô thấy hai đứa nó giận nha, cô cũng hơi buồn. Cô thương hai đứa nó mà cô không biết làm sao cô khuyên. Dạ. Thả thôi cô đi chỗ khác. Mà chưa kịp khuyên nữa là nó quề rồi. Rồi nó quề rồi. Còn cô Chính thì sao? Nó có hay giận nhau ở trong nhà mình không cô Chính? Ít lắm. Tại ở đây ít hơn à. Ở đây ít hơn. Tại vì bên này quân đông hơn đúng không? Quân nhà gái đông quá. Quân nhà gái đông quá. Vậy đâu dám hò. Tại em chàng rể nào cũng vậy, về bên vợ sao dám ho. Ho là ba vợ cho uống thuốc ho liền. Ba trời. Nhưng mà con hỏi cô là có hay qua đây ăn cơm chung với gia đình gì không? Đi lắm mà cô nè. Hình như không có luôn. Lần đầu tiên là bán. Đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên. Cái gì? Đây nè. Đây là em nói nè. Em đã biết rồi. Là cái câu chuyện này nói chung em muốn nhiều chuyện. Nhưng mà Lợi nó kể là cô Lan đó. Cũng mất cơm thêm. Cũng mắc cỡ. Đó, nhưng mà mẹ vợ mắc cỡ hơn mẹ ruột em. Mẹ mẹ hả? Dạ. Mặt đỏ hay hay vậy là mắc cỡ chứ không phải là đánh má Hường nãy giờ mới cỡ. Nhưng mà hỏi thật cô Lan nha. Nãy giờ cô ngồi ăn cơm, cô thấy làm sao? Cô thấy vui lắm. Ăn bữa cơm này là cô thấy đậm đà tình nghĩa. Đối với bác ở đây với anh Xui, chị Xui với lại cậu với cô Nga. Vui lắm. Dưới đây có bà già với vợ với có chị Xui với có hai đứa con. Yeah. Có rể mình với nhỏ gái mình ăn ngồi ăn chung về mình thấy vui lắm á. Có khi nào anh chưa vừa ý thằng này không? Không, hồi đó giờ gả cho nó đâu không có khi nào mà không có vừa ý nó đâu. Có một cái thời gian em tham gia game show, thật sự em rất là hot. Yeah, nó mà hot boy trà sữa là ai cũng biết hết trơn. Thì cái thời điểm đó sau khi mà em nổi tiếng về một cái game show như vậy á, thì em về em thấy cuộc sống em sao nó có bị thay đổi rồi, con người em nó có như thế nào rồi. Xung quanh người dân người ta tiếp xúc với em thì người ta thái độ với em, người ta coi em là một cái người như thế nào? Lúc đó thì hai vợ chồng em cũng không ngờ là được nổi đến như vậy luôn. Nhưng mà em thấy thi xong em bị áp lực dữ lắm chị ạ. Áp lực gì? Ủa là áp lực sao? Em bị kiểu như là cái con người mà em thi ở trên sân khấu á. Xong rồi cái em thi xong xuống em bị cộng đồng mạng đồ á, rồi người ta bảo là để giả tạo, nó không có khờ vậy đâu rồi sao này cái nọ. Nhưng mà thật chất lúc mà em lên thi á là
em cũng không biết tại sao con người em lại như vậy nữa. Nó không tới mức độ, tại vì bình thường ở ngoài em đâu có tới mức độ mà phải khờ đến như trên truyền hình đâu. Sau đó em thi xong em ra khoảng 2 năm sau mới hoàn hồn lại. Cái gì? Em mất 2 năm để hoàn hồn về chính mình hả? Em đúng rồi, em sống cứ y chang là nhân vật ở trên truyền hình vậy đó. Y chang là một chàng khờ khờ vậy đó. Hả, em nói chuyện bình thường cái người ta nói ơ thằng này nó giả tạo chứ nó có khờ như trên truyền hình đâu mà nó lên giả bộ khờ khờ. Là em chịu không nổi, cái em lại khờ khờ. Em lại không có đúng như cái con người em hiện tại bây giờ. Sau 2 năm trời em cứ thập thỏm vậy đó. Em không làm được gì hết trơn á. Không làm được gì luôn? Không làm được gì hết. Người ta nổi tiếng thì người ta làm được này làm được kia đúng không? Còn em thì trà sữa thì được một thời gian thôi em cũng dẹp luôn. Em cũng không bán được. Đó. Lại đưa đọc comment cái nói là buồn tại sao người ta chửi mình vậy đó. Cái em mới nói thôi kệ anh ơi, anh coi như anh chưa thấy. Đúng rồi. Anh đọc anh tức lắm. Cũng có người lên đồng mạng lên ta chửi vậy, mình thấy mình cũng buồn. Rể mình đi thi vậy rồi có người ta cũng chửi rồi nói này nói nọ, mình cũng buồn chứ. Cái lúc nó khó khăn, nó buồn thì cô thấy cô cũng buồn, nhưng mà cô cũng không biết nói gì hết ráo. Cô làm thinh vậy chứ trong bụng cô cũng đau lắm, nhưng mà cô không có nói. Rồi bây giờ thì lại vậy rồi cô mừng. Cô cũng không biết nói gì hết. Em nói thiệt là cũng nhờ cái duyên làm YouTube để gần lại với khán giả. Sau khi em quay cái cảnh cha mẹ em nè ha, là mọi người khán giả thấy là sao cuộc sống dân dã bình thường như thế này là người ta biết được con người của em thật. Là cái hình ảnh em hiện tại bây giờ là được khán giả chấp nhận là một người rất là bình thường. Nên em mới sống lại một lần nữa. Nghe Tần, có điều gì muốn nói với mẹ chồng hay không? Dạ em chỉ muốn nói là em hay la con trai của má. Nhưng mà la vậy em chứ em không có để bụng chứ má đừng buồn em thôi. Người ta miền Tây ta chân chất vậy có sao ta nói vậy đó. Còn má thì sao? Má có gì muốn nói là muốn góp ý gì con dâu không? Thì con dâu giờ anh về anh làm mình vừa ý quá rồi, giờ mình cũng đâu có nói gì nó đâu. Không bao giờ mà hai má con mà mẹ chồng nàng dâu mà cãi nhau được hết trơn, tại vì hiểu tính hết trơn rồi. Bây giờ chỉ cần gió lùa qua là biết con dâu mình muốn gì, mà má gió lùa qua là biết má chồng muốn gì. Mà lỡ nãy nó nói là trời ơi má em thương nhỏ vợ em còn hơn thương con hơn em. Nữa. Bây giờ là thương hơn em luôn á. Dạ. Với má vợ thì sao? Trời ơi. Đó. Bữa nay chương trình xuống là những cái điều mà gia đình em chưa bao giờ mà làm với nhau luôn. Anh biết. Thật ra như thế này. Có chương trình này là người ta gọi là chương trình cưỡng ép nói ra nhiều điều sự thật mà em mới hả? Thì con biết là từ đó giờ chắc mẹ thương tụi con nhưng mà mẹ không có nói. Mà mẹ thường là mẹ làm, mẹ em thì hành động nhiều hơn, làm nhiều hơn là nói. Thì con cũng cảm ơn mẹ đã quan tâm hai vợ chồng con. Con biết là mẹ giúp đỡ tụi con rất là nhiều. Nay thì tụi con cũng làm được rồi, cũng có đồng ra đồng vô rồi. Con sẽ ráng làm để cho sau này có phụ giúp được gì cho mẹ với cha thì con sẽ làm hết sức có thể cho cha mẹ với lại bên mẹ ruột con cũng vậy luôn. Hay, rất hay. Hai người đàn ông á nói rất là thật lòng, rất là thật thà. Đó, rồi, thôi bây giờ. Nãy giờ chúng ta nói không ăn vậy? Ăn quá trời ăn nổi. Mời cả nhà chúng ta ăn một lần nữa cho nó thấy cho nó vui vẻ. Ăn đi, ăn đi, ăn nè. Đi. Nè. Canh nấu ngon quá. Thiệt á chứ.